Trời đất mẹ ơi, cuộc đời gì mà nó ngộ dữ vậy? Từ nhỏ đến bây giờ chưa có con nhỏ nào nó cua mình thử một lần coi sao, để biết cảm giác có người cua mình thử một lần coi nó làm sao. Ra ngoài đường thấy người ta chạy gây đơ Sonic chở ghệ đi mất ham, mình cũng đèo bồng mình sắm gây đơ Sonic mà cũng có con nhỏ nào đâu mà ngồi. Vậy thì có tiền có xe để làm con mẹ gì nữa, có ý nghĩa gì đâu, không có cái chân lý sống gì trên cuộc đời này. Thôi hôm nay tôi thắp nhang tôi lên tôi nói những cái gì cho ơn trên biết rồi đó, phù hộ có con nhỏ nào hôm nay nó sẽ cua tôi được không? Nếu trong ngày hôm nay mà không có con nhỏ nào mà cua tôi ha, tôi sẽ lại dịch vụ cầm đồ của Quan Hiền đó. Tôi cầm xe, tôi bán hết tất cả những đồ đạc trong nhà tôi cho Quan Hiền. Sau đó tôi sẽ lấy cái số tiền đó, tôi bay ra Đà Nẵng, tôi du lịch, tôi ăn chơi cho nó đã, mua đá về đạp nhậu cho nó phê. Phải chi mà có con nhỏ nào nó quen tôi đây là tôi sẽ đưa tiền cho nó giữ. Còn cái này không có con nhỏ nào chịu quen tôi thì chịu, tôi ăn chơi cho nó đã. Tiền làm cực khổ quá mà. Hôm nay con thắp ba cây nhang này, con xin lỗi ba mẹ vì sao vì con không kiếm được con dâu cho ba mẹ. Trời ơi con gái nó chết hết trơn rồi. Nói chung là con lấy tiền con ăn chơi thôi. Rồi ok, cảm ơn dịch vụ cầm đồ của Quan Hiền đã tài trợ chương trình này. Ô mãi yêu.